Dạ, sa thủ kính cảm ơn tâm pháp. Nam mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn Sư Hoàng Việt cũng biết được tín hiệu, dạ cảm ơn Thích Trang Đông. Nam mô Bụt Thầy, dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã đi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 118. Dạ cảm ơn Dung Nguyễn cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, nghe pháp Thích Trang Đông, Xích Trần Đạo, chị Sương Mai, cô ấy Minh Minh Quách Hà Ná và Tâm Pháp đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ còn một phút nữa thôi, con xin phép được thỉnh Pháp Sư luôn. Nam Mô Bích Tha, dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức minh mẫn cho học bài học ngày hôm nay là câu Pháp Cú Kinh số 119. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bút Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bút Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bút Ta Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường. Dạ, anh xin sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin đọc lại. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn nhậm ngụy. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hầu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng tranh thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tới mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 119. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á đã cho bài học và cảm ơn đạo tràng cho tín hiệu và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc quý vị một buổi học được an vui tiến hóa. Con kính dân minh đến sư ạ. Và sa thú lành thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Săn Kha Giá. Dạ, nghe hơi nhỏ.
Rồi. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Ồ, hình như ở trong room chỉ có một mình Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính đảnh lễ Sư Nam Nguyễn. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 119. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa, từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Papo pipasati pha răng. Papo pipasati pha răng. Đoạn thứ hai: Ya wa pa pang napachati. Ya wa pa pang napachati. Đoạn thứ ba: Ya da cha pa chati pa pang. Ya da cha pa chati pa pang. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Atha pa pu pa pa nipasati. Atha pa pu pa pa nipasati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên pa pu pi, đây là một hợp từ chúng ta tách ra pa pu cộng với là pi hoặc là api. Papo là người làm ác. Người làm ác ở đây mình hiểu đó là người tạo nghiệp ác. Và ở đây mình cũng hiểu đó là người tạo nghiệp ác này nè, tức là người tạo nghiệp bất thiện. Rồi chữ pí hoặc là á pí ở đây đó là chỉ sự nhấn mạnh, có nghĩa là cúng. Từ thứ hai, pasati, đây là động từ. Chia theo ngôi thứ ba số ít. Tại chữ papo đó là ngôi thứ ba số ít. Thành ra cái động từ cũng là ngôi thứ ba số ít. Pasati là thấy. Từ cuối cùng, phát răng. Phát răng này, ngài hòa thượng, ngài dịch đó là hiền. Hiền. Nhưng mà chữ phát răng ở đây đó là mình có thể hiểu đó. Hiền nè, hiền lương nè, hạnh phúc nè, may mắn nè, là bình thường. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên, gia quá, đây là một cái trạng từ. Và cái trạng từ này nó đi chung với cái trạng từ gia đa. Nếu mà mình dịch gọn đó thì gia quá là khi nào, gia đa khi ấy. Còn nếu mà mình dịch dài ra tí đó là gia quá là cho đến khi nào, gia đa cho đến khi ấy. Chữ chá đây là một cái liên từ. Liên từ nó nối với đoạn thứ ba, đoạn thứ hai. Từ tiếp theo pachati. Xin lỗi. Chúng tôi nhảy đoạn rồi. Đoạn thứ hai ya wa pa, tiếp theo là pa pang. Pa pang là việc ác, điều ác, hay là việc bất thiện, điều bất thiện. Chữ ná là một phủ định từ. Không, pachati là nấu chín hay là chín mùi.
cái chữ việc ác, điều ác ở đây đó mình hiểu rộng nó ra là việc bất thiện, điều bất thiện. Pachati nghĩa đen đó là nấu chín, mà nghĩa bóng đó là chín mùi tới thời kỳ. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ, nhưng mà cái từ giá đa khi nãy chúng tôi đã lấy nghĩa ở trên rồi. Gia quá cho đến khi nào, gia đa cho đến khi ấy. Liên từ chá có nghĩa là và, còn bách chát tí là nấu chín hay chín mùi, chúng ta cũng đã lấy nghĩa rồi. Còn từ ba păng thì cái từ ba păng sau này nè, từ ba păng sau này nè là chúng ta hiểu đó, đây là cái quả. Từ ba păng đầu đó là cái nhân, nhân bất thiện, nhân ác. Từ ba păng sau đó là quả bất thiện, quả ác. Nhưng mà trên góc độ từ ngữ đó thì chúng ta cũng vẫn dịch đó là việc ác, điều ác. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Atha, Atha đây cũng là một cái trạng từ, có nghĩa là khi đó hay là kế đó. Cái từ Atha này tiếng Anh họ dịch ra chữ then, đây là từ này đó, từ này trong tiếng Anh then, kế đó, tiếp đó, sau đó. Papo là chúng ta lấy nghĩa rồi, người làm ác, người làm bất thiện. Chữ pa pa ní đó, thì ở đây đó mình phải hiểu đó là các cái quả ác hay là các cái quả bất thiện. Nhưng mà trên góc độ từ ngữ đó thì mình cũng vẫn dịch đó là các việc ác, các điều ác. Passati, đây là động từ thấy, chúng ta cũng đã lấy nghĩa trên rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau qua dịch văn xuôi này. Papo người làm ác, tí cũng bá sở tí thấy, bá răng hiền thiện hay là hiền lương hay là thấy bình thường. Đó là một câu. Gia quá cho đến khi nào, pa băng là pa sở tí. Xin lỗi, vậy là cái đoạn này, cái từ này nè mới là quả. Gia quá cho đến khi nào, na chưa pa sở tí thấy pa băng, quả, quả bất thiện hay là quả ác. Chữ chá đây đó mình có thể bỏ, mình không dịch cũng được. Gia đa cho đến khi ấy, xin lỗi quý vị, phải lộn rồi. Gia quá cho đến khi nào, pa tăng việc ác điều ác, na pa chả tí chưa chín mùi. Chưa chín mùi. Gia đa cho đến khi ấy, cho đến khi ba băng việc ác điều ác bát chả tí được chín mùi. Át thác, kế đó hay là rồi sau đó. Ba băng, xin lỗi, ba người tạo ác hay là người tạo bất thiện. Bát chả tí mới thấy ba ba ní các cái quả khổ hay là các cái quả ác. Chúng ta dịch văn xuôi, dịch theo nghĩa đen đó là như vậy. Kính tri ân Xích Trái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để cho bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần tiết nghĩa từ vựng.
Và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 119. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang avivadhemi. Svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm pháp của kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 119. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 120. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự và nằm ở trong phẩm Ác Ta Pa Quát Gát. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Ta Quá Na đề cập đến ông Á Na Tháp Bình Đi Ca, ông Cấp Cô Độc. Xin thưa với quý vị, cái giai thoại về ông Cấp Cô Độc này đó thì nhiều, rộng, dài lắm. Nhưng mà để phục vụ cho ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này đó, thì trong cái duyên sự này chỉ trình bày đến một khía cạnh thôi của cuộc đời của ông Cấp Cô Độc. Chúng ta biết ông Cấp Cô Độc này là một đại thí chủ ở trong Phật giáo thời kỳ Đức Phật, một trong những đại thí chủ. Ông này có niềm tin đối với Phật pháp, có tịnh tín đối với Phật pháp, và là một bậc thánh tu đạo quần, sống hết mình đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Chẳng những đó, ông ta cung phụng hộ độ Phật và chư tăng, mà còn giúp đỡ đến tất cả những ai cần sự giúp đỡ của ông ta. Nói như vậy có nghĩa ông này là một người sống rất là hào sảng, đúng với cái nghĩa của một người, một bậc thánh đệ tử Phật, sống với sự xả tài, giúp đỡ người khác, tức là sống bằng cái hạnh lợi tha. Thì với cái hạnh đó, ông ta đã cung phụng phụng dưỡng Phật và chư tăng, giúp đỡ những người neo đơn khốn khó, những ai cần đến sự giúp đỡ của ông ta đều giúp đỡ. Nhưng mà xin thưa chú quý vị, ở trong cuộc đời này nè, khi nào mình còn hiện hữu, còn tồn tại cái thân ngũ quẩn này đó, thì các cái nghiệp quá khứ của mình đã tạo đó, sư tu viện. Khi ai mà còn tồn tại ở trong cuộc đời này thì người đó đã chắc chắn ở trong quá khứ đó đã tồn tại cả một cái núi nghiệp thiện lẫn nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện có nghĩa đó là mình đã cho người ta vay. Còn nghiệp bất thiện đó là mình đã vay của người khác. Vậy thì mình cho người ta vay hay là mình vay của người khác đó, thì nó cũng phải đến thời đáo hạn. Nếu bà con chư Phật tử chúng ta mà làm việc ở trong ngân hàng hoặc là hiểu biết ít nhiều về ngân hàng thì chúng ta sẽ hiểu cái điều này. Mình đi vay của ngân hàng là vay của một ai đó đó,
thì cũng phải đến thời kỳ trả nợ, gọi là đáo hạn. Còn mà mình cho người ta vay đó, thì cũng đến thời kỳ mình lãnh lãi, cho lãnh lãi. Nên đó là khi mà mình tạo nghiệp thiện, thì tất yếu nghiệp thiện đó nó sẽ đến thời kỳ trổ quả cho mình. Còn nếu như đó mà mình tạo nghiệp bất thiện thì nghiệp thiện đó nó cũng sẽ đến thời kỳ trổ quả cho mình. Giờ mình cho người ta vay đó, thì bây giờ đó là mình sẽ được hưởng lãi nữa, hoặc là người ta trả nợ cho mình, cho nên đó là mình sẽ được giàu có lớn, mình sẽ được khỏe mạnh lên, mình sẽ được thông minh đổi đạt lên. Nhưng mà ngược lại, mình đi vay của người ta thì bây giờ mình phải trả, cho nên là gì, mình sẽ bị mất mát hao hụt tài sản của cải, mình sẽ bị bệnh tật ốm đau, mình sẽ bị đó là mất trí nhớ, bị thần kinh vân vân. Thì cái ông cấp cô độc này cũng không có ngoại lệ. Thành ra đó là khi mà ông làm phước nhiều vậy đó, thì đến một cái lần nọ, gia tài của ông ta bị khánh kiệt khánh tận. Thì khánh kiệt khánh, sở dĩ mà khánh kiệt khánh tận ở đây đó là vì do nè, có một số những người, người ta buôn bán, người ta mượn của ông ta, mà người ta hoặc là không có cái khả năng để người ta trả, hoặc là người ta quỵt nợ ông ta. Rồi một số các cái tài sản khác của ông ta đó, chôn ở chỗ này chôn ở chỗ kia đó, thì nó bị mất đi. Xin thưa quý vị đó, tài sản mình chôn ở chỗ này chôn ở chỗ kia, hoặc là mình gửi chỗ này gửi chỗ kia mà bị mất đi đó, thì đó cũng là một cái quả khổ của mình. Và một cái quả nha sư thưa quý vị, vì do đời xưa kiếp trước này mình đã từng ăn cướp ăn trộm này, hoặc là mình đã từng bố thí không có đúng thời vân vân và vân vân, cho nên bây giờ đó cái quả nó mới bị cái của cải tài sản nó bị mất mát đi vậy. Thì khi mà bị mất bằng nhiều lý do này nè, thì mình hiểu đây đó là cái nhân xấu, nhân bất thiện quá khứ mình đã gieo. Xem như đó là ở quá khứ mình đã vay của người ta đó, thì bây giờ đó là mình trả cho người ta. Trả cho người ta. Thì ông cấp cô độc đó, ông cũng là con người mà, còn sự hiện hữu tồn tại mà, thì thành ra đó là nghiệp thiện nghiệp bất thiện này nè, nó cũng vẫn cứ đeo đẳng cho mình mãi mãi, cho đến khi nào mà vô dư ý niết bàn đó, thì cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện này nè nó mới không còn trổ quả cho mình thôi. Nên chi đó, ông giàu có vậy, ông là đại phú hộ vậy, nhưng mà cũng có lúc ông sa sút, ông nghèo nàn vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, mặc dù sa sút nghèo nàn vậy đó, nhưng mà vì ông ta là một cái bậc thánh tu đạo quần, thì thành ra đó là niềm tin đối với tam bảo của ông ta không bao giờ lùi sụp, sự tin tấn thành pháp của ông ta cũng không bao giờ lùi sụp, sự bố thí cúng dường của ông ta đối với Phật đối với tăng cũng không bao giờ lùi sụp, Thì một hôm đó, Đức Thế Tôn ngày đi ngang qua cái ngày mới hỏi ông đó, nói, này ông gia chủ, ông đã có cúng dường đến chư tăng chưa? Thì ông cấp cô đầu mới trả lời, đó là bạch ngài, con đã cúng dường đến chư tăng rồi, nhưng mà vật thực dạo này đó không có được phong phú dồi dào giống như lúc trước nữa. Cái nương theo đó Đức Thế Tôn mới dạy là nói, này gia chủ, ông đừng có buồn rầu vì nghĩ rằng ta cúng dường vật thực thô kệch quá, cúng dường vật thực không có hảo hạng, cúng dường vật thực không có phù hợp đối với cái nhu cầu của tăng chúng quá. Miễn làm sao đó cái tâm của ông vẫn có cái sự cung kính, cái tâm của ông vẫn hiểu rõ được cái mà ông đang cúng dường đó đó là cả tốt nhất mà ông đang có.
Thì khi đó là dầu cho cái việc cúng dường đó đó là không tốt đẹp, là thô kệch. Nhưng mà đối với ông đó, đối với cái khả năng hiện tại của ông đó, thì đó, đó vẫn là tốt, vẫn là thù thắng. À, cái nương theo đó đó, ngài mới kể cho ông nghe về cái túc sinh truyện thời xa xưa. À, ngài cũng đã từng là một người hào sảng giống vậy. Nhưng mà cái sự hào sảng hộ độ của ngài đó không có dựa trên cơ sở của người có niềm tin đối với Tam Bảo. Và cái đối tượng mà ngài hào sảng đó đó không phải là Phật, không phải là thánh chúng. Nhưng mà ngài vẫn quan hệ. Và ngài vẫn quan hệ. Thì sở dĩ đó mà ngài kể cái câu chuyện này đó là để làm cho cái ông cấp cô độc này phấn chấn lên, làm cho cái ông cấp cô độc này đó tăng trưởng niềm tin hơn. Tại sau khi ngài kể xong cái câu chuyện đó, ngài mới nói tiếp một đôi điều để sắc tấn giáo hóa cho cái ông cục cấp của đó. Thì xin thưa quý vị đó, ở trong nhà của ông cốc tấp cô độc này lại có một cái vị tiên nữ. Ở một cái hướng, ở trên cái cửa của một cái đông tây nam bắc có bốn hướng, thì cái cô tiên nữ này ở trong một cái hướng ở nhà của ông ta, dạng là ở ở ké đó sư thú vị, mình kêu đó là ăn nhờ ở đậu. À, nhưng mà vì là người ăn nhờ ở đậu thì thành ra mình hiểu đó là cái đức độ này hay là cái phước của cái người này đó là không có cao, không có thù thắng, không cao không có thù thắng, thành ra đó mình mới đi ăn nhờ ở đậu. Cho còn phước của mình mà cao thù thắng thì mình làm chủ. À, mình đường đường chính chính chứ đâu có phải là cái dạng mà đi ăn nhờ ở đậu. Và vì do đi ăn nhờ ở đậu nè, rồi là cái đức độ yếu kém vậy đó, cho nên mỗi một lần đó mà thánh chúng đi vào trong nhà của ông cấp cô độc này để thọ bát đó sư tu gì, thì vì do cái đức độ của cái cô tiên nữ này đó là thấp, là nhỏ quá, nên không có thể chịu đựng nổi được cái đức độ của các bậc thánh. Thành ra đó là cứ hễ mà có thánh chúng đi vô đó là cổ lập tức phải xuống dưới đất liền. À, chứ cổ không có thể ngồi trên cao đó được. À, thì cổ thấy vậy đó là bất cho mình quá, cái cổ mới không có khéo tác ý, thành ra khởi lên sự bất mãn, bực bội, tức tối, khó chịu đối với thánh chúng đi đến nhà của ông ta. À, thì cái cô này đó cổ mới định nó trong bụng đó là lựa cái dịp nào đó đó để khuyên can hoặc là phỉnh dụ cái ông cấp cô độc này đó, sao đó để cho cái ông cấp cô độc này đừng có để cho mấy cái vị thánh đó đi vô nhà nữa, để cho mình đó là ngồi ở trên cao yên ổn vậy. À, thì đến cái lúc mà ông cấp cô độc này ông bị khánh kiệt vậy thì đây là một cái cơ hội, đây là một cái dịp tốt. Cho nên đó là cô này cổ mới hiện ra, cổ nói cho cái ông cấp cô độc biết. Nói sở dĩ đó mà ông nghèo khó nè, ông khánh kiệt vậy đó là vì do đó ông sống dễ dàng quá, của cải ông không có chịu giữ để xài nè, rồi ông không có lo làm tạo dựng để cho nó có nhiều hơn, mà có nhiều đó ông lại đem ra ông bố thí cúng dường cho Sa Môn Cồ Đàm, ông đem ra ông bố thí cúng dường cho đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm hết. Thì thành ra đó là ông mới cạnh kiệt, ông mới nghèo khổ vậy nè. Thì thôi, bây giờ ông rút kinh nghiệm đi, ông đừng làm vậy nữa. Giờ ông lo tu tâm dưỡng tính, lao động đi, tích trữ của cải tài sản vật chất. Thì lúc đó đó, ông sẽ không có còn nghèo hèn, túng quẫn gì nữa đâu. À, thì xin thưa quý vị đó, một bậc thánh tu đầu quần là người tin những cái gì, tin chắc những cái gì mà họ đã biết. Và một khi mà cái gì họ đã hiểu, họ đã biết rồi thì họ sẽ tin chắc 1.000 1.000 lần, không bao giờ lung lay lung chuyển. Dạ, lung lay lung chuyển. Bậc thánh tu đầu quần là người tin chắc
hiểu chắc về lý nhân quả nghiệp báo, tin chắc hiểu chắc về lý tam tướng. Sở dĩ mà ông nghèo khó, ông túng quẫn, ông khánh kiệt vậy đó là do nhân do duyên à, chứ không có phải đó là do cái cúng dường đến Phật đến tăng đó mà khiến cho ông nghèo, khiến cho ông khánh kiệt, khiến cho hết. Cái cô này cổ nói vậy đó, cái cô tiên nữ này đã vậy đó, là cổ nói theo ý kiến chủ quan, cổ nói theo cái sự vô minh chứ không phải nói bằng thánh trí. Ông hiểu rõ ràng vậy, cái thành ra đó là không có thể chấp nhận được. Cho nên đó là ngay khi đó ông, cô với tôi đó là không có đồng quan điểm, thì thành ra thôi cô không có nên ở trong nhà của tôi nữa, cô nhanh chóng cuốn gói đi khỏi nhà tôi ngay. À, thì xin sư quý vị, với một cái quy, với quy đức của một bậc thánh tu đạo quần mà đuổi đuổi chư thiên, thì cái vị chư thiên này đó là đức độ yếu, thành ra đó là không có bì được cái thánh đức của một bậc thánh tu đạo quần, cho nên là cuốn gói đi liền. À, thì khi mà bị đuổi khỏi trú xứ này đó, thì cô này bắt đầu mới đi lang thang đến chỗ này chỗ kia, không có ai cho, không có ai nhận để cô này ở. À, thì sống tha phương cầu thực, rày đây mai đó, thì thử hỏi bà con đó, có ai đã từng sống kiểu vậy chưa? Và cảm nhận được cái đời sống như vậy là an lạc hạnh phúc hay là vất vả đau khổ? Rất là vất vả đau khổ, xin thưa quý vị. Thì lúc bây giờ đó, cái cô này cổ mới nghiệm ra được, cổ mới thấy ra được. Và khi mà nghiệm ra thấy ra vậy thì bắt đầu cổ mới ăn năn hối cải, cho nên đó là cổ mới đi cầu xin người này người kia, để nhờ người này người kia giúp đỡ năn nỉ cho cái ông cấp cô độc đó là ông tha thứ, để mình được về ở lại cái chỗ đó. Thì ông đi đi cổ đi 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 riết đến gặp vua Trời Địa Thích. À, vua Trời cũng động lòng từ bi cho nên giúp đỡ cổ, thì bằng cách đó là nói với cổ rồi giờ cô phải có các cái động thái tích cực để chuộc lại cái lỗi lầm đó. Thì cô này cô nói động thái tích cực là sao? Thì vua Trời Đế Thích mới dạy cho cổ đó là ông vua Đế Thích đó, xin lỗi vị ông cấp cô độc đó, ông có rất là nhiều tài sản chứ không phải không có đâu. À, nhưng mà tài sản của ông đó là bị người ta mượn nè, rồi ta quýt nè, người ta mượn là ta chưa chịu trả. Giờ đó cô quá hiện thành người, cô đi đòi lại chồng. Rồi ông cấp cô độc này ông có nhiều của cải tài sản vật chất lắm. À, nhưng mà những cái tài sản vật chất đó đó chôn rồi nó bắt đi. Bây giờ cô đi cô kiếm lại. Rồi có một số của cải tài sản vật chất mà bây giờ nó đang nằm ở dưới lòng đại dương vô chủ đó, thì cô đi cô lấy cái đó cô đem về chồng. À, thì đó là động thái tích cực để chuộc lại lỗi lầm của cô. Thì chư thiên đó họ cũng có thần lực của chư thiên, xin thưa quý vị, cho nên cô này cô đi làm được hết. À, thì sau khi cô làm được hết rồi, bắt đầu cô mới tới cô sám hối ông cấp cô độc. Thì ông cấp cô độc đó ông thấy vậy cũng động lòng từ bi, cho nên đó là mới dẫn đến gặp Đức Thế Tôn. À, thì khi mà đến gặp Đức Thế Tôn đó thì cô này đó cổ mới sám hối Đức Thế Tôn. Cô nói là bạch ngài, con nghe gì mù quáng si mê không có biết được cái ân đức của ngài, không có biết được cái nhân quả nghiệp báo, cho nên đó là lỡ lời quấy ác xúc phạm đến ngài, là xúc phạm đến thánh chúng đệ tử của ngài, thì xin ngài đó từ bi quan hỷ xá các cái tội lỗi ấy cho con. À, sau khi cổ sám hối Đức Thế Tôn vậy xong, Đức Thế Tôn ngày mới rồi ông cũng cổ cũng sám hối luôn cái ông cấp cô độc. À, ông cấp cô độc thì nhân đó đó Đức Thế Tôn ngày mới giáo giới cho ông cấp cô độc, giáo giới cho cô thiên nữ cùng với tất cả những ai có mặt tại đó, những ai có thể nghe được. Ngài nói, này ông gia chủ, trong đời này lúc mà quả của ác nghiệp nó chưa chín muồi đó,
thì cái kẻ ác thấy là vui, là đẹp, là hiền lương, là bình thường. À, nhưng mà đến khi cái quả ác nó đã trổ rồi đó, thì lúc bấy giờ kẻ ác mới thấy đó là đau khổ này, là chán chường này, là ê chề, là ê chề. Lúc mà thiện quả nó chưa chín mùi đó, thì kẻ làm việc thiện đó thấy là buồn, là chán nản, là thấy sao đó mà mình sống lành sống thiện hoài đó mà không có được báo ứng. Nhưng mà đến khi cái quả thiện nó đã chín mùi rồi đó, thì chừng đó đó người làm thiện đó mới thấy là vui, là hoan hỷ, là hả hê. Sau khi Đức Thế Tôn ngài dạy vậy xong, bây giờ ngài mới thuyết một loạt hai câu kệ để kết thúc. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ, hôm nay chúng ta học câu kệ đầu, và ngày mai buổi học sau chúng ta sẽ học câu kệ tiếp theo. Câu kệ đầu Đức Thế Tôn ngài dạy: Pa po vipassati pha răng ya wa pa pang na pa chati ya da cha pa sati pa pang cha pa chati pa pang atha pa pu pa pa ni pa sati. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ: Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Và đời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi. Cho nên qua hai cái bản dịch đó, hôm nay ở trong cái bài kệ Pháp Cú này chúng tôi lại không có thấy cái bản dịch của ngài Pháp Minh, thành ra không có đọc để hầu bà con chư Phật tử chúng ta. Thì qua hai cái bản dịch đó, ít nhiều gì chúng ta cũng hiểu được cái ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pháp Cú Bali số 119 này. Vậy thì cái ý nghĩa ngắn gọn ẩn chứa ở trong cái câu kệ Pháp Cú này là gì, xin thưa quý vị? Với một người tạo nghiệp bất thiện, thì xin thưa quý vị đó, nghiệp bất thiện nó cũng có cái loại nghiệp cố định, nghiệp thiện nó cũng có cái loại nghiệp cố định. Thì cái loại nghiệp mà cố định đó, tức là nghiệp cho quả nhất định. Ngay trong đời sống hiện tại này, thì phải là đối tượng thích hợp, cái tâm mình thích hợp nè, cách tả thích hợp, đối tượng thích hợp tổ quả cho mình trong vòng 7 ngày. Nhưng mà xin thưa quý vị, 7 ngày đó cũng dài hả, xin thưa quý vị ha, cũng dài chứ không phải là ngắn đâu, nó trổ liền đó. Thí dụ như là bây giờ đó mà mình bố thí một cái đó mà trong vòng chừng 1-2 tiếng đồng hồ mình trổ quả liền đó, đó thì lúc đó đó là bảo đảm 1.000.000% luôn đó, là ai cũng sẽ bố thí liền. Nhưng mà mỗi một cái loại nghiệp mình tạo ra, dù cho nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện đó, thì nó cũng phải có một cái khoảng thời gian đủ thì lúc đó nó mới trổ quả. Giống như đó là mình gieo một cái loại hạt nào đó, thì nó cũng phải có một cái thời gian, xin thưa quý vị. Nhưng mà mình trồng lúa đó, thì nó cũng phải có mùa. Mình trồng cây ăn trái đó thì nó cũng phải có mùa. Có loại cây ăn trái đó thì 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm. Chứ không có phải ra là mình có xuống cái đó là nó cho mình kết quả liền. Nghiệp mình tạo ra cũng vậy. Do đó đó, cái ý ẩn chứa chính ở trong cái câu kệ này đó là với cái người tạo nghiệp bất thiện đó, vì do rằng đó cái quả nó không có trổ liền vậy, cho nên đó, người tạo nghiệp bất thiện đó vì do vô minh nó che đậy, cho nên họ không thấy được rằng họ đang tạo cấp nghiệp bất thiện, mà họ nghĩ rằng, họ cho rằng đó là điều bình thường, đó là điều tốt đẹp.
Dạ, đó là điều bất thường, đó là điều bình thường, đó là điều tốt đẹp. Và mãi cho đến khi đó đủ thời gian gieo cái hạt đó, xin quý vị, cái hạt đó. À, đủ thời gian đó. Và cái hạt đó đó nó chín mùi rồi, nó cho ra quả đó, thì bây giờ cái người tạo nghiệp bất thiện đó đó mới thấy được cái quả khổ đau mà mình đã tạo, ở thì đây chính là cái ý chính, cũng là cái đại ý ẩn câu kệ này. Đây, bây giờ chúng tôi mới cùng với quý vị, chúng ta cùng nhau bàn bạc để hiểu rộng, hiểu sâu hơn ý nghĩa của cái câu kệ này. Papo Pipasati Pha Răng, người làm mát thấy là hiền lành. Người làm mát đó cũng thấy là hiền lành. Vậy thì người làm mát ở đây đó, mình hiểu sao? À, người làm mát ở đây thông thường đó, mình hiểu đó là người tạo thập ác nghiệp đạo đó thì mới là người làm mát. Thập ác nghiệp đạo đó chính là Akusala Kammapatha, đó chính là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam đó là sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè. Khẩu tứ đó là nói láo nè, nói hai lưỡi nè, nói lời độc ác nè, nói lời nhảm nhí. Ý ác đó là suy nghĩ đến tham ác nè, sân ác nè, tà kiến ác. Thì với người vậy đó, mình mới được gọi đó là người tạo nghiệp ác. À, nhưng mà kỳ thật ra đó, xin thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rộng ra. À, hiểu rộng ra. Cái người làm ác ở đây đó là người tạo nghiệp bất thiện. Tại sao chúng tôi nói vậy? Mỗi một lần mà chúng tôi giảng cho quý vị đó là chúng tôi cũng luôn luôn có nói, để hiểu rõ được ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này, buộc lòng chúng ta phải dựa vô chú giải, dựa vô duyên sự. Duyên sự đó sẽ gợi mở cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. À, thì qua duyên sự đó, à, chúng ta thấy cái cô tiên nữ đó, cổ nói với ông cấp cô độc đó. À, theo chúng ta mà hiểu hiểu theo thông thường này, sư quý vị thì thử hỏi quý vị đó, cái cô này cổ nói với ông cấp cô độc vậy nè, thì cô này đó là cổ tạo nghiệp ác hay là không nghiệp ác nha? Chúng ta hiểu thông thường như sư quý vị, cô này cổ nói nè, à, ông cấp cô độc ơi, sở dĩ đó mà ông khánh kiệm nghèo nàn vậy đó là vì có bao nhiêu của cải đó, ông đem cúng dường cho sa môn cụ đàm, đem cúng dường cho thánh chúng hết, mà ông không có chịu tích lũy, ông không có chịu đó là lo làm ăn buôn bán, à, để tích góp của cải, và thành ra đó là của cải của ông nó mới hết vậy. Thì thử hỏi quý vị đó, cái câu nói này đó, nếu như đó mà mình là một cái người không có hiểu thông, không có hiểu rõ ràng về nhân quả nghiệp báo, không có hiểu rõ ràng về thiện và ác, à, xin lỗi, thiện và bất thiện đó, thì thử hỏi quý vị cái câu đó, đó có được gọi là ác hay không? Không. À, cái câu đó theo lẽ thông thường đó, là một câu bình thường, một câu đúng, một lời khuyên đúng. Dạ, một lời khuyên đúng. Như vậy một câu bình thường, một lời khuyên đúng thì nó sẽ không có rơi vào cái thập ác nghiệp đạo. Quý vị thấy cái câu nói đó đó có rơi vào nói láo không? Có rơi vào nói tâm phật không? Có rơi vào nói độc ác không? Có rơi vào nói nhảm nhí vô ích không? Nếu mà chúng ta phân tích kỹ này thì có thể nó rơi vào cái gọi là nói chia rẽ. Cổ nói vậy đó là để cho cái ông cấp cô độc này ổng không còn cúng dường Đức Thế Tôn nữa. À, nhưng mà nếu chúng ta phân tích cái câu này dựa trên cơ sở của chánh kiến về nhân quả nghiệp báo đó, dựa trên chánh kiến về lý tam tướng đó, à, thì cái câu nói này được nói bằng tánh trí. Là vì không có hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, à, cho nên câu này cũng mới nói vậy. Sở dĩ mà cái ông cấp cô độc đó, ông bị khánh kiệt vậy đó,
Thì khi nãy ở duyên sự chúng tôi có nhấn mạnh đến cái yếu tố là ai cũng vậy, có tồn còn tồn tại còn hiện hữu trong cuộc đời này là một cái núi. Và một cái núi làm xin thú gì? Của cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện quá khứ mà mình đã tạo. Nghiệp thiện là giống như mình cho người ta vay, nghiệp bất thiện là giống như mình vay của người ta. Ai cũng vậy, cũng có cả một cái núi vậy. À, cho nên đó là sống trong đời sống hiện tại này nè, mình là gì? Vừa trả mà vừa được trả. Và vừa trả nợ mà vừa được người khác người ta trả nợ. Đồng thời sở hành vi lối sống của mình, nếu mà sống tốt thì mình tiếp tục cho người ta vay. Còn nếu như sở hành vi lối sống của mình mà không tốt, bất thiện thì mình tiếp tục vay. Vay trả trả vay vậy đó, xin thưa quý vị. À, thì phải hiểu dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo vậy đó thì mới là hiểu đúng. Thì lúc đó đó, cái hiểu đó đó nó làm cơ sở, làm nền tảng để mà mình nói ra, thì bây giờ cái nói đó mới là đúng, cái lời khuyên đó mới là đúng. À, nhưng mà cô này đó thì cổ không có dựa trên cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo vậy, mà cổ dựa trên cái sự ích kỷ, sự ganh tị cổ nói. À, thì thành ra đó cái lời nói của cổ đó là bất thiện, là bất thiện. Do đó đó mình hiểu Papo ở đây đó phải là người tạo nghiệp bất thiện. Thế người tạo nghiệp bất thiện là sao ạ? Người tạo nghiệp bất thiện, bà con chúng ta mà học vi diệu pháp đó, thì là ý hành, khẩu hành, thân hành được tạo bằng 12 tâm bất thiện cộng 37 sở hữu Phật. Như vậy là mình suy nghĩ bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, nói bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, làm bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, thì đó chính là đang tạo nghiệp bất thiện. Và đang tạo nghiệp bất thiện thì tất yếu dẫn đến sẽ bị cái quả khổ. 12 tâm bất thiện này sẽ cho ra 7 quả khổ. 7 quả khổ. 7 quả khổ đó là gì? Là bị nghe nè. Bị người ta chửi mắng nè, bị nghe những cái âm thanh chói tai nè, mình muốn nghe. Bị thấy là bị thấy những cái cảnh chướng tai, gai mắt, cảnh chiến tranh, cảnh chết chóc, cảnh dơ bẩn. Rồi bị nếm, nghe ngửi nếm, bị nếm những vị chua cay mặn đắng, thiêu thối. Thấy, nghe, ngửi, bị ngửi những cái mùi, mùi hôi thối, tanh, gay gắt. Rồi bị đụng chạm, rồi bị xúc chạm. Nằm trên giường cứng cáp nè, thô nè, mặc áo đó thì là cũ kỹ nè, vải thô cứng. Ở trong nhà đó thì là nhà tranh vách đất. Đó là cái quả khổ. Và quả khổ đó bởi do mình tạo nghiệp bất thiện. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái nghiệp bất thiện là ý mình suy nghĩ bất thiện, miệng mình nói lời bất thiện, thân mình làm việc bất thiện. Và thân mình làm việc bất thiện. À, thì nó phải hội đủ 3 điều kiện thì cái quả đó nó mới trổ trong vòng 7 ngày. Một là cái tâm trạng bất thiện đó như thế nào, mạnh hay là yếu. Phải mạnh nha, xin thưa quý vị, thì mới có khả năng trổ quả trong vòng 7 ngày. Thứ hai là cách thức tạo nghiệp bất thiện đó. Và thứ ba đó là đối tượng nhận lãnh cái hành động bất thiện đó. Đối tượng nhận lãnh cái hành động bất thiện đó đó, mà là bậc vô lậu, bậc A-na-hàm mới vừa xả thiền diệt, thì lúc đó cái nghiệp bất thiện đó nó mới trổ quả trong vòng 7 ngày. Chứ còn ngoài ra đó,
À thì cái nghiệp bất thiện mà mình mới vừa tạo ra đó, đó nó trổ cho mình ba thời kỳ. Một là sau 7 ngày đổ về cho đến khi nào mình thân hoại mạng, không biết nó trổ khi nào. Có thể đó là nó trổ vài ba tháng sau, có thể là nó trổ vài ba năm sau, có thể là nó trổ vài ba chục năm sau, có thể là nó trổ lúc gần chết, mình không biết được. Tùy theo tùy theo cái tâm trạng mình tạo cái nghiệp đó như thế nào, cách thức mình tạo cái nghiệp đó ra làm sao, đối tượng họ nhận cái loại nghiệp đó, đó là ai, để nó trổ sớm hay là nó trổ trễ. Đó là thời gian thứ nhất. Thời gian thứ hai, cái nghiệp bất thiện mà mình đang tạo ra đây nè, có thể nó dẫn mình đi tái sanh. Và nó dẫn mình đi tái sanh. Cái nghiệp bất thiện mình tạo ra đây, nó tạo ra cái quả quan sát hoặc thẩm tấn thọ xả quả bất thiện, dẫn mình đi tái sanh vào bốn khổ cảnh. Đó là cái thời kỳ trổ quả thứ hai. Và thời kỳ trổ quả thứ ba là sau khi mà mình tái sanh rồi đó, nó sẽ trổ quả cho mình từ đó đến khi mình vô dư niết bàn, có thể là nhiều lần hoặc có thể là ít lần. Có khi đó nó trổ cho mình 500-700 kiếp, có khi đó nó trổ cho mình 50-70 kiếp, có khi đó nó trổ cho mình 7-8 lần. Xin lỗi, 7-8 lần, có khi nó trổ cho mình đây là 50-70 lần, có khi nó trổ cho mình là 500-700 lần. Và cái trường hợp của ông Khô Sát Cá, ông trưởng giả Khô Sát Cá đó, thưa quý vị, bỏ đứa con thôi. Dạ, bỏ đứa con thôi chứ chưa có giết. Bỏ đứa con là vì hai vợ chồng nghèo quá nuôi không nổi, cho nên bỏ đứa con dọc đường để cho người khác người ta nuôi đó. Do một cái nghiệp bất thiện bỏ đứa con đó thôi đó. Mà đời sau kiếp khác sanh ra đó, bị người ta bỏ 7 lần. Hoặc là cái ông, một ông bà la môn, có một vị a la hán đến nói với ông ta đó là cần phải xây cái bảo tháp để tôn trí xá lợi của Phật Kassapa. Thì ngay khi đó ông đang giận hờn bà vợ, cho nên ông nói đó là quăng ông Phật của ông xuống sông đi. Chỉ một cái nghiệp khẩu ác đó thôi, xin thưa quý vị, mà đời đời ông ta sanh ra ông ta bị người ta quăng ở dưới sông, dưới nước 7 lần. Rồi còn có một cái kiếp nọ, Bồ Tát tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, phạm cái nghiệp sát sanh. Nhưng mà rồi sau đó đó là bị người ta chặt đầu lên 500 kiếp, đến cái kiếp cuối cùng đó là làm con dê. Nhưng mà vì con dê Bồ Tát cho nên đó là có năng lực, có thể nói được. Thì thành ra khi ông đao phủ thủ mà ông hạ cái dao xuống định chém cái đầu của con dê đó, con dê đó mới vừa cười vừa khóc. Thì ông đao phủ thủ thấy vậy cái bắt đầu mới hỏi là tại sao cười, tại sao khóc. Lúc đó con dê mới trả lời đó là cười là vì xưa kiếp trước tôi cũng từng chém người ta, cho nên đó là tôi mới bị người ta chém lại 500 lần, đây là kiếp cuối cùng. Thì xem như tôi không còn bị chém nữa cho tôi cười. Còn mà tôi khóc đó là vì ông chém nè. Thì rồi đó ông cũng bị người ta chém nhiều lần vậy. Cái bắt đầu ông đào phủ thủ đó, ông thấy vậy ông hãi hùng sợ quá, ông chém nữa. Nhưng mà là quăng cái đao đó xuống. Thì ai về đó cái đao đó rớt xuống đó thì nó vỡ ra một mảnh. Một mảnh của cái đao đó nó bay lên, nó rớt xuống chém đầu về chứ. Như vậy là một cái nghiệp bất thiện mà mình tạo ra, có thể nó trổ cho mình nhiều lần vậy đó, xin thưa quý vị. Và mỗi một cái nghiệp bất thiện tạo ra giống như là mình gieo một cái hạt, gieo một cái hạt, tùy thuộc vào cái hạt đó như thế nào, gieo vào đất ra làm sao, và cái hạt đó đó nó thuộc về loại cái hạt gì, để nó có thời lượng thời gian đó, xin thưa quý vị, trổ quả. Có khi đó là một tháng nó trổ quả, có khi ba tháng nó trổ quả, có khi sáu tháng nó trổ quả, có khi một năm nó trổ quả, vân vân. Vân vân. Và đến khi nào đó nó trổ quả đó thì mình biết được. Và mình biết được. Và vì rằng mình chưa thấy nó trổ quả, cho nên từ cái chỗ đó khi mình hay là khi người làm ác đó thấy rằng
cái việc mà mình làm ác, cái việc mà mình làm bất thiện đó, nó đâu có gì đâu, nó đâu có đụng chạm đến ai đâu, nó đâu có cái gì nguy hiểm, nó đâu có chết tay nào đâu. À thì thành ra cũng vẫn cứ vô tư tự ngại vô dạy để mà tự ngại vô vô dạy để mà làm vậy. À và mãi cho đến khi đó mình trổ quả rồi đó, thì lúc đó đó mới là ê chề, mới là ăn năn, mới là hối hận, mới là đau khổ. Dạ, mới là đau khổ. Giống như trường hợp của cái cô tiên nữ này nè. À, cứ nghĩ đó là mình nói vậy đó thì nó đâu có là cái gì đâu, nó đâu có phương hại đến ai, nó là bình thường mà, nó là hiền lương mà, nó đâu có chết tay nào đâu. À, hoặc như là cái ông Chun Đa, ông sống gần chùa Kỳ Viên suốt 55 năm làm nghề đồ tể đó, sư thú gì. Thì tôi buôn bán làm ăn, tôi giết heo giết gà để tôi nuôi vợ tôi nuôi con, ai cho tôi nuôi con của tôi, cho tôi đâu có hãm hại, tôi đâu có phá làng phá xóm chi đâu. Thì cái việc làm đó xem như là bình thường, cái việc làm đó đâu có cái gì gọi là tội ác đâu. À, hoặc giả như nè, cái thời kỳ chiến tranh đó sư tú chỉ, thời kỳ chiến tranh đó, mình mà đi 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 lính đó, để mà mình giết giặc bảo vệ quê hương, thì đây xem như đó là một cái việc làm đúng đắn, một cái việc làm đó là ái quốc, đâu có tội tình tội vạ gì đâu. À thì tôi nghĩ vậy đó, cho nên đó là bình thường. À, xem như đó là một cái hành động, một cái nghiệp bất thiện đó, đó là bình thường. Ở chúng ta đâu có cái gì đâu ghê gớm, nó đâu có hại tay nào đâu. Nhưng mà xin thưa quý vị, đứng trên góc độ của vi diệu pháp mà phân tích ra, một tâm bất thiện sanh lên thì tất yếu dẫn đến có cái quả bất thiện. Quả bất thiện, tâm bất thiện đó nó sanh lên tùy thuộc vào năng lực của nó như thế nào, để quả bất thiện đó trổ nhanh hay là trổ chậm, cỡ nào nó cũng trổ hết đấy, xin thưa quý vị, chỉ nhanh hay là chậm thôi. Và mãi cho đến khi cái quả bất thiện đó mà nó trổ đó, thì lúc đó người ta mới ê chề, người ta mới chán chường, người ta mới chán nản, người ta mới đau khổ. Cái đau khổ, à thì cái đau khổ này là có hai trường hợp nha sư thú vị. Có những người đó, à, khi mà cái quả bất thiện này trổ lên đó, thì người ta ăn năn hối cải sửa sai. Còn có những người đó cũng phớt tỉnh ăn lê luôn, không biết không hiểu cái việc đó của mình đang hứng chịu đây là quả khổ. Quá khổ. À thì đối với cái trường hợp mà cô tiên nữ, cái quả khổ nó đổ sanh đến cho cổ đó, thì cổ ăn năn hối cải sửa sai, giống như đó là ta tôn giả đều qua đó ta hại Phật chia rẽ tăng, nhưng mà đến khi cuối cùng bị đất rút